Nhưng mà trong cái sự giả định đấy thì mình nhìn thấy là trong cái quyết định của một mentor sẽ có lúc công tâm và sẽ có lúc chơi chiêu. Hương Giang nằm ở đoạn nào? Hương Giang chưa trả lời nha. Nhưng mà biết được là Mai Ngô sẵn sàng loại đi nhân tố tiềm năng. Thì rõ ràng Mai Ngô đang đưa ra một cái chiến thuật rất là rõ ràng, đó chính là loại đi một cái thí sinh được cho là một ứng cử viên nặng ký của chương trình này. Ôm nhau thật lòng nha, đừng để bụng nha. Không, em không để bụng đâu. Để bụng chứ em. Ngày về bụng to nha. Nay mà không phải giả định là về rồi đó. Cuối cùng em là công tâm hay là em vì chiến lược? Về Mai, thực ra lần trước em làm mentor của Miss International Queen ấy, chị chưa được nhìn thấy Mai trong phòng loại. Nhưng ngày hôm nay cho chị thấy là nếu như Mai trong phòng loại, Mai cũng sẽ không thua kém với Thủy Tiên đâu. Ngày hôm nay ta cùng học hoa nơi đây. Nhắm nhỉ? Như Vân và những người bạn nữa này. Đấy, y chang. Nhớ mới ngày nào mà ngồi kín hết nhỉ? Nói chung tầng này thấy Dược Sĩ Tiến cũng dễ thương, cũng đáng yêu rồi đó. Anh muốn nói với Hương Giang, đây không phải là một lời xin lỗi hay một lá thư cầu hòa với em về chuyện của tập trước. Và anh có một cái nguyên tắc là sẽ không bao giờ cứu một người hai lần. Cho nên nếu ở tập sau, em tiếp tục phải gửi hai người mẫu vào judgment area. Và nếu có Hương Giang ở đó thì chắc chắn lá bùa hộ mệnh này sẽ không linh nghiệm với em lần thứ hai. Ngày hôm nay em hoàn toàn không gửi Giang vào như một lá bùa hộ mệnh. Vậy anh nhìn hai người còn lại của team em thì em gửi ai? So sánh với commercial thì Quỳnh nhỉnh hơn chú Huyền Thanh. Còn giữa hai màu sắc, hai fashion thì hôm nay Mi có sự tập trung hơn. Em gửi vào nó rất là công tâm chứ không có bùa ngải gì đây hết. Vậy thì tốt nhất là tập sau em đừng để mình phải thua nữa. Bởi vì lúc đó em sẽ phải lựa chọn tiếp tục hai người mẫu còn lại là ai. Và nếu cô gái này phải gặp anh một lần nữa thì anh chắc chắn anh sẽ không cứu bạn ấy. Em đâu chơi bùa thắng đâu mà không thua, em biết là lúc nào thua đâu không. Thôi lại đây, không phải khóc. Có bền lâu đấy. Học trò lứa đầu loại học trò lứa hai. Out. Thôi về nhỉ. Happy hôm birthday. Hôm nay hiền ha mọi người. Không hỏi người ta tại sao lắm. Cảm ơn chị nha. Ôi trời. Em cứ xem lại cái cách huấn luyện của em đi. Yêu cầu cái khúc này về edit không có cách nha. Mình phải huấn luyện như thế nào cho team mình thắng chứ em? Chỉ là chị đã là mẫu đứng đầu nhiều thế hệ, cho nên những lời chị khuyên răn thì em xin phép được tiếp thu ạ.